Xin chào các bạn. Hôm nay Thế Giới Máy xin được giới thiệu với các bạn sản phẩm máy phun khói Oshima PK350AM. Máy có thể sử dụng được các loại thuốc diệt côn trùng, diệt sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật. Ưu điểm của máy là máy có thể kết hợp được với nước, dầu diesel, dung môi hoặc là dầu ăn, tùy theo nhu cầu sử dụng mục đích gì mà các bạn có thể sử dụng hóa chất kèm theo, vừa tiết kiệm chi phí lại tăng hiệu quả. Máy có thể phun ở hai chế độ là phun sương truyền thống và phun khói. Ở chế độ phun khói cho độ thẩm thấu đồng đều cao, thời gian hòa tan nhanh hơn so với các phun bình thường, giảm tỷ lệ độc hại đối với người phun, giảm ảnh hưởng đến với môi trường. Máy phun xa 20m, phun cao 8m, thích hợp với các khu trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, hoa màu có diện tích lớn, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí lao động. Về thông số kỹ thuật của máy, máy có bình chứa dung dịch và thuốc là 16 lít, lưu lượng phun từ 80 đến 120 lít trên 1 giờ, thể tích bình xăng là 2 lít, trọng lượng của máy khoảng 10,5 kg. Nhiên liệu sử dụng của máy là xăng 95 hoặc cao hơn, không sử dụng chất bôi trơn. Mức tiêu hao nhiên liệu ở khoảng 3 lít trên giờ, sử dụng bình ắc quy 12V. Sau đây là một số phụ kiện của máy. Thử châm hóa chất, thử tâm xăng, kính bảo vệ mắt, sách hướng dẫn sử dụng, dây đeo lưng, que để thông ống phun, mặt nạ phòng độc, adapter sạc bình ắc quy và áo bảo hộ. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn khởi động chiếc máy phun khói PK350AM này. Máy có hai chế độ khởi động. Về chế độ khởi động cùng với nút đề màu đỏ, đầu tiên các bạn gạt hai cần gạt ống mô về vị trí on. Tiếp đến thì bơm bong bóng xăng từ 5 đến 7 lần sao cho xăng đổ đầy được 2/3 bong bóng. Nếu máy sử dụng lại xăng đã có trong bong bóng và đường ống dây thì các bạn không cần làm bước này. Tiếp đến, các bạn bật công tắc về vị trí on, nhấn giữ nút đề màu đỏ cho đến khi máy nổ. Sau khi phun xong, nếu các bạn muốn khởi động lại thì các bạn chỉ cần nhấn một lần bong bóng và nhấn giữ nút đề. Lưu ý là không nên nhấn hai bong bóng xăng quá nhiều lần, sẽ gây khó nổ cho máy bởi vì xăng lên quá nhiều trong buồng đốt. Đối với phương pháp khởi động bằng ống dẫn khí, trước hết các bạn kiểm tra nút đề xem có tiếng đánh lửa của kim đánh lửa hay không. Kiểm tra bong bóng xăng có được đổ đầy 2/3 hay chưa. Nếu bộ đánh lửa và bong bóng xăng bình thường, chúng ta hãy bắt đầu khởi động. Một tay nhấn giữ nút đề, một tay các bạn kéo và đẩy ống dẫn khí từ 3 đến 4 lần thì các bạn sẽ nghe tiếng nổ máy. Khi máy đã hoạt động, đầu tiên các bạn mở van dung môi để tạo khói, sau đó mở van thuốc. Lưu ý các bạn không nên mở hoàn toàn cả hai van mà chỉ mở khoảng 1/3 van. Sau khi hoàn thành công việc, đầu tiên các bạn đóng van nước và van thuốc lại, sau đó đóng đồng thời hai van cần gạt bô. Máy sẽ tắt. Tiếp đến các bạn mở một trong hai nắp bình chứa dung dịch để giải phóng áp suất trong bình. Máy phun khói Oshima PK350AM được sản xuất từ vật liệu thép không chỉ, bền, nhẹ, dễ dàng sử dụng trong mọi điều kiện. Cơ chế vận hành đơn giản, dễ nổ. Kích thước máy nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển. Khi máy phun khói sẽ tạo ra một lớp sương mù dày đặc, kéo dài, len lỏi vào từng ngóc ngách để tiêu diệt tất cả các loại côn trùng. Máy sử dụng ắc quy 12V cho công suất bơm mạnh mẽ, hệ thống làm mát bằng gió, giúp kéo dài tuổi thọ của máy. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm máy phun khói PK350AM này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.